Một trong những vấn đề được nhiều độc giả đề cập là việc Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn toán, ngữ văn, ngoại ngữ là những môn thi bắt buộc trong kỳ thi chung. Điều này vô hình chung sẽ tạo thuận lợi cho những thí sinh khối D vì chỉ cần đăng ký thêm một môn nữa là có thể đăng ký xét tuyển. Trong khi đó, những thí sinh học khối khác thì phải thi 5 môn nên sẽ thiệt thòi hơn. Tuy đăng ký 5 môn như vậy nhưng các em phải hình dung rằng các em sẽ dùng một số môn để chỉ để xét tốt nghiệp và cái yêu cầu nó không cao như là để là xét tuyển sinh đại học cao đẳng. Và thứ hai nữa là khi em thi 5 môn như vậy thì các em có cơ hội nhiều hơn. Ngoài cái việc 3 môn toán lý hóa hay là văn sử địa, các em có cái tổ hợp môn khác để xét nhiều hơn với các em là đăng ký chỉ 4 môn. Cũng có những lo ngại về việc sẽ xảy ra tình trạng học lệch trong trường phổ thông bởi tâm lý môn nào không thi thì sẽ không học. Đặc biệt đối với những môn như lịch sử, thường được nói đến là ít học sinh theo học. Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng khẳng định việc học sinh theo khoa học tự nhiên hay xã hội là do nhu cầu tuyển sinh ở các trường đại học, cao đẳng chứ không phải là do việc chọn môn thi. Việc mà tránh học lệch như vậy thì một mặt là cái việc không chỉ là vấn đề giải quyết bằng kỳ thi mà chúng ta còn có nhiều biện pháp khác trong quá trình mà tổ chức giảng dạy học tập. Tuy nhiên trong cái quy định mới thì chúng ta biết rằng là để xét được tốt nghiệp thì ngoài bên cạnh kết quả của cái kỳ thi chung đấy thì chúng ta cũng phải dựa vào kết quả của các môn học ở lớp 12 và đấy là một cái biện pháp để mà giảm cái việc là học lệch của các em. Ông Nghĩa cũng khẳng định đề thi chung sẽ tăng câu hỏi mở, giảm dần yêu cầu ghi nhớ máy móc các số liệu, sự kiện hay trả lời theo khuôn mẫu có sẵn. Do đó, trước mắt cũng chưa yêu cầu học sinh thay đổi nhiều trong cách học hay phải bổ sung kiến thức gì mới ngoài chương trình phổ thông. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá, cách thi mới có nhiều ưu điểm hơn so với cách thi cũ, thuận lợi hơn cho các thí sinh, cũng đồng nghĩa làm khó hơn cho các trường tuyển sinh. Cách thi này sẽ được áp dụng trong năm 2015 và 2016, nhưng sẽ có những đổi mới để nâng cao chất lượng cho phù hợp với tình hình thực tế.